xin chào các bạn. Vừa rồi ở trên livestream của mình trên kênh 30sai TV Gen D vào 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần thì có rất nhiều anh em comment và nhắn tin đặt câu hỏi làm sao để sấy tóc tạo phồng một cách dễ dàng và nó đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Thì mình nghĩ là ở đây có khá là nhiều anh em cũng đã sở hữu những loại máy sấy chuyên dụng trên 1600W và đây là cái công suất tối thiểu để anh em có thể tạo được kiểu tóc nó như ý. Thế nhưng mà tại sao nhiều anh em sở hữu rồi nhưng mà khi sấy lên thì lại không đạt được cái độ bồng như ý muốn? Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ chi tiết cho anh em cách tạo phồng bằng máy sấy kết hợp thêm với cả lực cuốn cho anh em xem nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ phải đi gọn đầu trước đã. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu vuốt kiểu tóc slick back và đây là kiểu tóc mà đòi hỏi chúng ta phải có độ bồng khá là cao. Chính vì vậy mà tôi mới vuốt kiểu này để anh em có thể hình dung ra, nhìn rõ được nhất cái thao tác tôi sử dụng máy sấy kết hợp với cả cái lực cuốn. Và anh em nhớ cho tôi cái lưu ý là cái máy sấy của anh em phải có công suất tối thiểu là trên 1600W nhé. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu sấy tóc. Đối với những kiểu tóc mà cần có độ bồng cao thì anh em hãy để ý cái thao tác là khi mà chúng ta sấy hết về một chiều như thế này thì mình sẽ lại phải sấy ngược lại sang chiều bên này để đạt được cái độ bồng hiệu quả nhất. Thì đây là đối với kiểu tóc slick back chúng ta cần làm như vậy đối với cả đầu của tôi. Còn nếu như mà anh em vuốt kiểu sai pass hay là bất cứ kiểu gì đi chăng nữa thì chỉ cần một cái tép tóc nhỏ như thế này thôi, anh em sấy ra bên này xong rồi sang bên này thì nó cũng đạt được cái độ bồng rất là hiệu quả luôn. Anh em thấy chưa? Đối với cái phương pháp mà chúng ta sấy hết sang một bên xong sấy ngược lại như thế này, đối với cả cái tép tóc to cũng như là tép tóc nhỏ thì chúng ta có thể đạt được cái độ bồng rất là hiệu quả. Anh em thấy tóc của tôi đây, phi dài nhưng mà lại rất là bồng rồi. Và còn một cái phương pháp nữa, khi mà anh em sấy tóc thì anh có thể là khi chúng ta sấy đây, anh em có thể dùng tay bóp chặt như thế này. Đấy, thì tóc của chúng ta nó cũng sẽ có được cái độ bồng nó rối hơn. Tùy những kiểu tóc, ví dụ như là cái bóp rối đấy thì chúng ta phải áp dụng vào layer hay là sai pass. Còn đây là tôi sẽ áp dụng bắt. Okay, và khi mà chúng ta đã đạt được cái độ bồng nhất định bằng máy sấy ở trên tóc rồi thì chúng ta bây giờ sẽ kết hợp với cả lực cuốn. Thì cái phương pháp dùng lực cuốn này nó rất đơn giản, thế này anh em cần phồng chỗ nào thì đặt lực cuốn vào cái chỗ đấy. Ví dụ như tóc của mình đây, ví dụ mình vuốt slick back thì mình cần nó phồng ra từ đằng sau này, nó sẽ phồng hơn một tí thì anh em đan cái lượng vào đấy này, em cuộn lên như thế này đó và bật cái máy sấy ở mức nóng thứ hai, nhưng mà cái mức gió chỉ ở mức 1 thôi nha anh em, nếu mà mức gió thứ hai là cháy tóc ấy. Đấy, anh em áp dụng được cái cuốn như thế này vào các cái phần trên tóc để nó được phồng nó đều nhất. Cách sử dụng lược này thì đối với bất kỳ kiểu tóc vuốt ngược nào như là sai pass dựng này hay là quip này hay là những kiểu layer với cả sai pass rủ comb hair thì chúng ta đều có thể áp dụng được nha. Thì cái lược này là anh em mua là rẻ lắm, chỉ có 35.000 thôi hay sao ấy, nhưng mà khi mà anh em thấy mình rất là hiệu quả. Anh em thấy chưa, chỉ cần vài thao tác sấy và dùng lược thôi, tôi còn chưa sử dụng thêm sáp hay là gôm gì mà nó phồng như này rồi. Đấy, và bây giờ tóc tôi sau khi mà dùng máy sấy và lực cuốn xong thì nó rất là phồng rồi, anh em thấy chưa? Tổng kết lại là chúng ta chỉ cần sấy hết sang một bên như thế này. Đấy, và chúng ta lại sấy ngược về bên này thì nó sẽ tạo được cái độ bồng gọi là siêu bồng luôn. Và lực cuốn thì như tôi vừa bảo rồi, chúng ta cần phồng ở đâu thì chúng ta đặt lực vào đấy. Đấy, như thế này thôi. Cuộn vào đây, đan lên như thế này. Cuộn vào như thế này. Vậy thôi, và bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu vuốt sáp nha. Bởi vì là chúng ta đã sấy tóc rồi mà không vuốt sáp, không xịt gôm thì coi như là bằng không. Nên là anh em nhớ là phải dùng sáp kèm thêm cái gôm nhé. Mùa này khá là nóng cho nên là chúng ta vuốt sáp xong thì dễ gặp những tình trạng như tóc bị bết này, hay là đi đường mồ hôi nó ra, tóc cũng đã bị bết, chất sáp nó nóng và nó chảy ra này. Nên là mình đã phải sử dụng con người lan gen này. Và cái loại sáp này thì được làm từ đất sét là clay, cho nên là nó có khả năng thấm hút dầu rất là tốt và không sợ bết tóc. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vuốt nhé. Tóc của mình hiện tại thì nó khá là dài rồi, lâu lắm mình không đi cắt tóc cho nên là vuốt kiểu slick back này nó sẽ hơi bị chìa ra một chút, nhưng mà không phải là vấn đề. Thực ra vấn đề của chúng ta ngày hôm nay chính là tạo phồng, đúng không? Đấy, anh em có
khi mà đã vuốt ưng ý rồi thì anh em nhớ xịt gôm để đóng cái khung này vào nhé. Ok, và tôi đã vuốt xong kiểu tóc này rồi, anh em thấy phồng chưa? Ok, và vừa rồi thì tôi đã chia sẻ xong cho anh em cách tạo phồng bằng máy sấy cũng như là lực cuốn một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Thì tôi lại tổng kết lại một lần nữa này, chúng ta muốn phồng thì chúng ta chỉ cần sấy sang một bên và sấy ngược lại, như thế là nó rất là phồng. Và còn đối với lực cuốn thì như tôi nói rồi, cần phồng ở đâu thì đặt lực cuốn vào đấy. Thì thao tác thì tôi cũng đã, anh em cũng đã vừa xem cái đấy rồi đấy. Đấy, tôi đặt cuốn nhảy rồi. Ok, và nếu như mà anh em muốn tôi làm thêm mẹo về những cái mẹo tóc, vuốt tóc như thế nào thì comment ngay xuống bên dưới và tôi sẽ đọc, không bỏ sót một comment nào hết. Và nếu như mà hợp lý thì tôi làm ngay video cho các ông xem. Và bây giờ thì cũng là lúc kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.